Đây, em mua hàng hóa thì em làm như sau. Chị cứ để như thế này đây nhá. Bây giờ em sang cái phần mua dịch vụ ấy, em thấy luôn là nó có chứng từ ở đây. Thì em sẽ kiểm soát được là à tất cả chứng từ đầu vào của em nó sẽ nằm ở trong phần mua hàng hóa dịch vụ, đúng không? Tiếp theo phần chứng từ mua hàng. Chứng từ mua hàng của em thì cách thao tác nó y hệt như chứng từ mua dịch vụ. Chỉ có điều rằng là cái mã hàng của em ấy thì là em phải tách ra cái phần hàng tiền này. Đấy, đúng không? Trong cái phần mã hàng này em phải chọn là đúng là mã hàng, ví dụ như là cái tên bộ đệm hay là cái vỏ hay là cái gì đấy, đúng không? Khi mà em mua vào thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là mua hàng hóa nhập kho. Mua như thế này em nhập qua kho thì sau này em phải phải làm một cái động tác đó là vào kho xuất ra. Được chưa? Nhưng mà đối với trường hợp mà em mua bit của công trình A thì em sẽ vào chọn phần hai nhỏ là mua hàng hóa trong nước không qua kho. Không qua kho thì lúc này em đợi chị tí nhé, chị nghe. Đây em sẽ vào cái phần mua hàng trong nước không qua kho nhá, chị hướng dẫn đi mua hàng trong nước không qua kho trước. Vì là không qua kho thì em phải xuất luôn chọn tên công trình. Còn đối với trong cái trường hợp em nhập kho thì em chỉ chọn mỗi là một là nhập kho thôi, còn em không quan tâm gì đến cái công trình nữa nhá. Thế thì mua hàng trong nước không qua kho thì cũng như là cái mua dịch vụ, em biết chưa thanh toán thì em tích chưa thanh toán, và em biết là thanh toán ngay thì em tích thanh toán ngay để sinh ra phiếu chi chạy lên phân hệ quỹ. Và em nếu mà như em nhận kèm hóa đơn thì em sẽ tích và nhận kèm hóa đơn luôn. Còn trong những cái trường hợp mà em hàng về trước hóa đơn về sau, kiểu là mình hợp thức hóa để xuất cho công trình trước, thì em sẽ chọn là không kèm hóa đơn. Không kèm hóa đơn để sau này em nhận hóa đơn sau thì nó chỉ phản ánh mỗi phần nhập kho vào thôi nhá. Thế của em đây là kèm hóa đơn thì nó sẽ có phần tác thuế luôn. Còn nếu như mà em không kèm hóa đơn thì nó sẽ không có cái phần tác thuế nhá. Không có phần tác thuế. Thế ở đây em chọn luôn là kèm hóa đơn này. Thế nhà cung cấp thì em chọn, chị ví dụ nhá, bây giờ chị ví dụ một cái hóa đơn của em này. Công tắc MC40A nhá. Giả dụ như cái này em có biết của công trình A hay công trình B nhá. Đây, công tác MC40A của công ty Invico. Thế thì em chọn cái nhà cung cấp Invico này. Em chọn Invico. Chắc chưa có. Invico chưa có nhá. Thì em tích chọn vào đây, em đánh luôn cho chị tên cái nhà cung cấp đi. Trong tay em có cầm chứng từ không? Em nhìn vào đấy, em đánh vào đây cho nhanh. Đấy. 331 cái chéo Invinco. Rồi em đánh tên. Đấy, khi mà tương tác với em qua màn hình thì chị chỉ cần nhìn cái hóa đơn của em ấy. File mềm, còn em thì em nhìn luôn cái file cứng đấy, mình đánh cho nó nhanh. Rồi, sau này em có thể thêm địa chỉ và mã số thuế sau như thế này, ok nha, em nhấn cất này. Tại đây cái ngày hạch toán thì em đánh ngày hạch toán vào đây. Coi như là đây là mình xuất thẳng vào trong một công trình nào đấy nhá. Rồi nhấn Enter. Enter này. Xong em sang bên mã hàng, em chọn xem là em đang có mã hàng đấy chưa. Có rồi đúng không? Em chọn rồi nhấn Enter. Thế khi mà mua hàng không qua kho của em nhé, thì có nghĩa là mình xuất thẳng vào công trình thì chắc chắn mình phải biết công trình đấy là công trình rồi gì rồi đúng không? Thế thì tại đối với thông tư 133 tài khoản chi phí của em chọn là 154 nhé. Đặc biệt là không cần thêm là 1541.
Ở đây em hiện tại là em đánh lên thì nó chưa có này em này. Nó chưa có cái 154, có nghĩa là nó đang bị giới hạn chứng từ. Giới hạn cái tài khoản ấy thì em phải tắt hẳn cái chứng từ này đi này. Bây giờ em lại phải tắt hẳn cái chứng từ này đi. Rồi, đây em phải đóng hẳn vào lại nhá, em đóng lại hẳn lại cho chị với. Em đóng hẳn lại cái chứng từ này cho chị. Em đóng lại. Cái mua hàng trong nước không qua kho em đóng lại đi. Cắt nó đi. Đúng rồi, cắt nó đi, nhấn nâu. Nhấn nâu mà em. No, 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 no. Sau đó em vào phần nghiệp, vào hệ thống này. Em vào tùy chọn. Em chọn bỏ cái hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ, em nhấn add, áp dụng. Add. Xong em nhấn đồng ý. Đồng ý nhá. Bây giờ em vào phần chứng từ mua hàng không qua kho, em nhập lại đến chỗ vừa nãy cho chị với. Đấy, mã hàng em chọn mã hàng lại. Rồi em nhấn Enter. Tài khoản chi phí em chọn 154. Rồi em nhấn Enter, Enter. Em đánh số lượng đơn giá vào đấy. Rồi, em kiểm tra số lượng đơn giá thành tiền chuẩn nhá. Thì khi mà em chọn lúc trước ấy, chị hướng dẫn em chọn cái thằng mã hàng này này, nó đã có 10% nên nó tự chạy ra rồi nhá. Thế sang cái phần quan trọng của em là sang phần thống kê, em phải chọn khoản mục chi phí. Thế ở đây thì em biết là nguyên vật liệu trực tiếp rồi thì em sẽ tích vào cái phần chọn cho chị nguyên vật liệu trực tiếp ấy. Em kéo xuống dưới. Em kéo xuống dưới. Hoặc là em đánh chữ nguyên vật liệu. Đấy, tiếp được chưa? Đúng rồi. Đúng rồi, enter nhá. Sau đó thì em chọn thêm công trình. Đấy, ở đây hiện tại thì em chưa có công trình nào. Đúng không? Vì lúc trước là em chưa dở dang, em không có công trình nào dở dang nên hiện tại bây giờ em sẽ phải thêm hết lại một loạt các công trình vì lúc trước là em làm trên sale. Đấy thì dữ liệu em nhập vào đây nó lại không có cái phần dở dang nên trong mã công trình này chưa có. Em nhấn tích chuột vào đây nhá. Em chọn tên công trình. Thế bây giờ giả dụ như em có biết cái này cho công trình nào không? Mua bán thương mại. Chị cứ giả sử bây giờ ví dụ công trình 1 nhá, chị đánh 1 thôi. Và chỗ này là thi công, em ghi lại có em có thể ghi cho chị là thi công công trình 1 đi. Đấy thì sau này cái cách mà em đặt cái mã công trình ấy, em đặt làm sao mà cho nó dễ nhớ. Ví dụ công trình Hoàng Mai hay công trình hạ tầng gì gì đấy hay là sửa chữa trường học gì.
thi công công trình 1 nhá, thì em nhấn cất này. Đấy, như vậy là coi như là xong. Có nghĩa là lúc này cái chi phí của em nguyên vật liệu đã được tập hợp vào cho cái công trình 1 này, em hiểu không? Thì sau này khi mà em tính giá thành thì cái phần này sẽ được kéo lên nhá. Đấy, đấy là cái quan trọng nhất khi mà em xuất nguyên vật liệu để thi công công trình, thì nó có thêm một cái bước là sang thống kê em phải chọn khoản mục chi phí nó thay cho là 1541 đấy, và chọn mã công trình. Sau đó thì em sẽ sang tab hóa đơn, em chọn cho chị mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và đánh số hóa đơn vào đây cho chị. Rồi xong nhá. Xong, đây là em đã hoàn thành xong một cái chứng từ mua hàng trong nước không qua kho xuất thẳng vào cho công trình. Trước khi mà em cất thì em hãy kiểm tra lại một lần nữa. Thứ nhất là chứng từ của mình này đã thanh toán luôn tiền chưa này. Cái thứ hai là ngày tháng hóa đơn này. Cái thứ ba là tên mã hàng đúng chưa này. Cái thứ tư là nợ có này, đúng không? Cái thứ năm số lượng đơn giá thành tiền, cái thứ sáu là sang tab thuế, cái thứ bảy phần thống kê đặc biệt quan trọng đó là khoản mục chi phí và công trình. Đấy là những cái mà em cần kiểm tra lại, thấy ok em sẽ nhấn cất. Và từ nay trở đi nếu phát sinh cái chứng từ mua hàng trong nước không qua kho em xuất thẳng cho công trình thi công, em sẽ làm như vậy nhá. Rồi đấy, thế thì trong trong quá trình mà em làm ấy thì em biết được cái hóa đơn nào của công trình A, công trình B như bữa trước chị hướng dẫn ấy, thì là em phải tích cho nó cái bút chì nhỏ nhỏ vào một góc ấy, để mai em khi mà em làm lại lật lại vấn đề thì em biết là à của công trình A, công trình B, thì em làm cho nó nhanh nhá. Thế em hỏi gì em hỏi đi. Ừ, nếu nếu như trong trường hợp 2-3 công trình nhá, chị chỉnh sửa luôn trên đây. Em nhìn này, nếu em muốn chỉnh sửa em nhấn bỏ ghi này. Chứ em không nhấn sửa nhanh nhá, sửa nhanh thì nó chỉ sửa được một số cái thông tin không không chính thôi. Sau đó em nhấn sửa. Thế thì tại đây thì chị vẫn chọn là cái mã hàng, giả dụ mã hàng này hoặc mã hàng khác, được chưa? Sau đó giả dụ như là em cũng cũng là mã hàng này, em xuất cho cái công trình số 2 đi, thì số lượng chỗ này giả dụ như nó là 2 nhá, thì em đánh 2 hoặc bao nhiêu vào đây, được chưa? Sau đó thì em sang tab thống kê này, em lại chọn lại cho chị chỗ công trình này là phải là công trình khác khác đi, được chưa? Đấy, đấy là trong cái trường hợp mà một hóa đơn em biết là mua xuất thẳng cho nhiều công trình thì em sẽ làm như vậy, em làm cái phương án là em tách các dòng ra thôi chứ nó không có cái vấn đề gì cả nhá. Đúng rồi. Sợ đây phần hàng tiền, em phải sang phần hàng tiền. Đấy là đang ở tab thống kê sang hàng tiền đây này. Đấy, số lượng đây, đánh xuống đây. Đúng không? Đây chỉ ví dụ nhá, đây là công trình 2 3 cái nhá. Đấy, xong rồi bắt đầu em sang phần thống kê nhá. Đấy, em chọn chỗ này là cho công trình khác đi. Thế là xong thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng 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 chuẩn chuẩn. Em cứ tách mục hàng tiền thì thằng thống kê nó tự nhảy sang, thằng thuế nó cũng tự nhảy sang nhá.